Rồi, ok, hôm nay anh sẽ hướng dẫn các bạn xử lý trong các cái trường hợp mà chúng ta lỡ chúng ta hàng nhầm rồi nha. Thì bây giờ chúng ta có mấy trường hợp như sau. Thứ nhất là chúng ta hàng nhầm điện trở thì là cái dễ nhất. Cái hai là chúng ta hàng nhầm những con linh kiện 300, ví dụ như con 7805. Thì bây giờ anh sẽ hướng dẫn bọn em rút con linh kiện ra và thay con linh kiện mới vào, được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ thử rút con điện trở trước. Thì nguyên tắc á, là các bạn sẽ phải làm cho cái mối hàng này nó nóng, nó dẻo ra, nó chảy ra. Sau đó chúng ta sẽ dùng nhíp gấp hoặc là dùng móng tay để chúng ta gỡ linh kiện ra nha. Thì đầu tiên như thường lệ thì các bạn lại cứ vệ sinh mỏ hàng thôi, lại vệ sinh mỏ hàng cho nó sạch sẽ cái đầu mỏ hàng, người da nhúng người thông. Bây giờ đấu có điện trở này thì chúng ta sẽ lấy móng tay chúng ta cài vào đây, người da, và chúng ta sẽ làm nóng một chân trước đài một chân này, rồi mình sẽ dùng móng tay mình khều ra. Thì này con điện trở nó hở một chân lên rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cầm cái chân đó, chúng ta rậy và chúng ta đưa mỏ hàng vào chân này, thì chúng ta sẽ rậy ra được. Đó, mà thấy chưa, ta đã rút được một con điện trở rồi đó. Thì bản chất là chúng ta làm nóng và chúng ta rút ra thôi. Nhưng cái vấn đề của mình là sau khi mình rút ra xong á, thì cái lỗ của mình nó đã bị bịt kín rồi. Cái lỗ mình nó đã bị kín rồi. Thế bây giờ anh có một cái thủ thuật như này các bạn. Anh sẽ lấy một con điện trở đúng. Rồi, bây giờ anh sẽ lấy con điện trở đúng để anh gắn vào. Thì bây giờ thứ nhất á, là các bạn sẽ uống gập cái chân xuống như thế này là hiển nhiên rồi đúng không? Bây giờ nó bít cái lỗ rồi thì làm sao mà chúng ta hàn được? Thì bây giờ chúng ta sẽ đặt một chân vào đúng vị trí các bạn hãy. Mình sẽ đặt một chân trước vào đúng vị trí. Sau đó có thể bẻ cho nó thẳng là tới cũng được. Sau đó chúng ta sẽ đưa cái mỏ hàng vào. Đó. Chúng ta chấm một tí thiết lên mỏ hàng thôi nha. À, chúng ta chấm một tí thiết lên mỏ hàng. Rồi chúng ta đưa mỏ hàng vào, chúng ta làm nóng đồng thời cả cái lỗ và cái chân lên kiện. Thì các bạn sẽ dò được cái lỗ để các bạn cắm điện trở xuống. Các bạn thấy chưa? Mình sẽ dò được cái lỗ để mình cắm điện trở xuống thì mình sẽ tiếp tục làm nóng. Thì mình sẽ đẩy được điện trở xuống. Đấy. Thì tiếp theo mình sẽ làm với cái chân bên cạnh. Chân này thì bây giờ nó sẽ bắt đầu nó hơi khó nha. Cái này bắt đầu sẽ hơi khó một tí. Đó. Ok, thì mình cũng đi dò cái lỗ, mình làm cho chấm một tí thiết thôi nha. Để cho nó dễ hòa vào. Mình cũng làm cho cái lỗ này nóng lên. Thì các bạn rất là cẩn thận tại vì cái vị trí này cái tay của bạn sẽ rất là dễ bị nóng. Được chưa? Tay của bạn sẽ rất là dễ bị nóng, hoặc là chúng ta có thể làm cái này nè, bạn xây vô đây một ít thiết. Đó, để cho cái lỗ nó dài lên. Rồi, ok, bây giờ tìm lỗ và đẩy xuống thôi. Hơi khó nha, rồi tìm được rồi. Đấy. Thì chịu thôi mới chứ. Bạn không để ý nó sai rồi thì phải ráng mà sửa thôi, trách nhiệm của mình mà. Rút kinh nghiệm nó lần sau hàng cẩn thận. Đấy, thì khi mà các bạn chỉnh sửa thì nó cũng sẽ khá là đẹp như lúc ban đầu thôi. Tất nhiên là không thể giống y sửa lúc ban đầu được, nhưng mà nói chung là nó cũng được nha. Bây giờ thì mình lấy kìm, mình cắt cái chân thừa đi. Đó, ok, thì chúng ta xong con điện trở. Điện trở thì dễ nha, tính ra điện trở thì vẫn là dễ. Bây giờ anh sẽ rút một con khó hơn, đó là con 7805 cho các bạn xem. Con 7805 nó khó là tại vì sao? Tại vì á, nó có 3 chân. Thì các bạn phải rút 3 chân này ra cùng một lúc. Thì để rút con IC 7805 ra thì bạn phải làm sao và rất là khéo léo rồi nha. Các bạn sẽ đẩy thêm thiết vào đây cho anh. Đẩy thêm thiết của 3 cái chân này cho nó dài lên. Và thậm chí là cho nó dính lại luôn. Này các bạn nhìn nè. Anh đẩy cho nó dính lại luôn. Để anh chị, bây giờ khi mình chạm mỏ hàng vô thì cả 3 cái lỗ này á, nó đều chảy hết thiết ra. Thì mình mới rút cái con 7805 này ra được. Được chưa? Thì đấu với con 7805 thì các bạn sẽ phải dùng kìm, hoặc là bây giờ anh không có kìm ở đây, không có cái kìm xanh ở đây, thì anh sẽ dùng cái nhíp để anh tạo cái lực để anh kéo nó ra. Bạn nhớ chưa? Mình phải nhờ ai đó nha, nhờ người cầm để rị, hoặc là các bạn dùng cái nhíp, anh dùng cái nhíp anh làm cái đòn bẩy nè. Bạn nhìn anh dùng cái nhíp anh làm cái đòn bẩy thấy không? Thì khi mà anh bẩy như thế này á, thì anh đè xuống này thì nó sẽ rút 7805 ra. Thì bây giờ anh sẽ đè mỏ hàng, các bạn sẽ để nhiệt độ khoảng 400 nha, để nó đủ nóng. Nó đủ nóng thì bây giờ cũng vệ sinh mỏ hàng sạch sẽ,
đặt vào cho nó chảy cả ba cái chân này, nó chảy hết cái lớp thiết này ra. Nhìn nha. Đặt vào cho nó chảy cả ba cái chân thiết này lên và mình duy trì cái lực kéo. Đó. Thì mình sẽ rút được con 7805 ra ngoài. Rồi bây giờ nó sẽ ra ngay và nó không có quá nóng. Bạn thấy là anh cầm một cách bình thường như này nè, chứng tỏ là nó không quá nóng. Bạn phải làm rất nhanh nghe chưa? Đó, rất nhanh. Thì anh nhắc lại rồi, do kỹ thuật hàng của mình kém rồi, mình hàng mình không để ý này nọ, mất tập trung. Thì bây giờ phải rút thôi, hay xui. Mình rút ra thì trước mắt là mình sẽ thay được cái con khác vào để cái mạch nó chạy, chứ còn cái con này á, các bạn rút ra mà nó cháy thì xui thôi các bạn. Tại vì các bạn rút không kỹ thuật á thì nó sẽ bị nóng. Mà con linh kiện nó nóng thì nó sẽ cháy. Đó. Ok, bây giờ đối với con 7805 hàng một con mới vào rất là gian nan các bạn nha. Rồi anh ví dụ đây là một con mới luôn, để tại vì con của anh nó không có bị hư nha. Anh ví dụ đây là một con mới luôn thì các bạn sẽ cắt cái chân nó ngắn ngắn giống như con cũ như thế này. Được chưa? Rồi tưởng tượng đây là một con mới hoàn toàn nha. Rồi anh sẽ cắt cái chân nó đi gọn gà đó. Thì bây giờ chúng ta làm gì đây? Chúng ta sẽ phải hàng nó vô lại. Nhưng tất nhiên là ba cái lỗ này bây giờ các bạn không có cắm từng chân xuống như là con điện trở lúc nãy được, nó quá là khó đi. Thì bây giờ cũng có một cách khác cho các bạn như sau. Các bạn sẽ đẩy thiết vào ba cái lỗ này cho nó đầy lên luôn. Đó, các bạn sẽ đẩy vào cho nó đầy lên luôn nha. Rồi. Bạn sẽ đẩy thiết vào mấy cái lỗ này để cho mấy cái lỗ này nó đầy thiết lên như thế này. Tất nhiên là nó không có đầy một cục lên bự cho bá lửa nha. Đấy, nó lúp lên như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ để cái con 7805 chúng ta vào đúng cái tư thế và mình sẽ hàng ở mặt trên luôn bạn nha. Chúng ta sẽ hàng ở lớp trên này luôn, chứ chúng ta không có cần phải xuyên lỗ nó qua nữa. À, bây giờ các bạn nhìn nha, hy vọng là các bạn nhìn thấy rõ. Em sẽ đặt nó vào đây đúng chân rất khéo léo bạn nha, phải rất khéo léo. Rồi bây giờ trước đó thì vẫn như thường lệ là dặn của anh với các bạn nha, là các bạn cũng phải xây một ý thiết vào cái chân này nhanh nghe, xây nhanh nghe nha, chứ không có nóng, nó nóng là nó hư luôn chị. Rồi thì bây giờ cái chân này đã có thiết, cái mạch của mình đã có thiết rồi, thì bây giờ các bạn chỉ cần để nó nằm cạnh nhau đấy, và các bạn đặt mỗi hàng vào thì nó sẽ dính đấy. Ok, các bạn đặt mỗi hàng vào thì nó sẽ dính lại như thế này đó, các bạn thấy cái cách hàng chưa, bạn chắc cái cách hàng là như vậy đó. Ok, thì với những con ba chân thì phải như vậy thôi, chứ bây giờ kỹ thuật của các bạn chưa thể đáp ứng được những điều cao siêu hơn. Anh lại phải bẻ cái chéo nó lại như cái thế lúc nãy đó, hãy sức cẩn thận và nhẹ nhàng nha. Ok rồi đó, giải quyết xong. Đối với mấy con phát này rất là khó các bạn nha, đối với mấy con phát này là cực kỳ khó luôn, tại vì nó chật lắm, rất là chật, cho nên là bạn nào mà lỡ mà phát mà có vấn đề thì thôi coi như là rút bài học kinh nghiệm, hãy lần sau hàng nhớ cẩn thận từ đầu tới cuối, từ vị trí sắp đặt phải cho chính xác, cho tới kỹ thuật hàng cũng phải rất là chuẩn xác. Rồi ra rồi, ok, bye bye các bạn, chúc các bạn may mắn.